Anh ơi, giờ này mà anh còn ngủ hả? Dậy mau. mẹ cho con ngủ tí đi, con buồn ngủ quá. Mẹ, con dậy nhanh lên nào, đến giờ học rồi. Ủa, hôm nay học hả mẹ? Sao mẹ không kêu con dậy sớm? Ủa, là em à, Maya. Anh làm gì mà dậy trễ thế? Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. À, em muốn tặng quà có phải không? Đây, tặng cho em đó. Hơ, một lọ nước hoa ư? Cảm ơn anh nha. Mà không phải, ngoài Valentine ra thì nó là một ngày rất là đặc biệt. Ngày đặc biệt ư? Đúng rồi, hôm nay là ngày đám cưới của gia sư vừa rô mà. Thôi chết, anh phải tắm rửa thay đồ thôi. Giờ anh mới nhớ ra à? Lại lên nhé, coi rừng trễ giờ đó. Ok, xong cả rồi, cả nhà chúng ta đi thôi. Hơi buồn là cả hai đứa con chúng mình không thể đi được. Gia Ken thì đang đi du lịch cùng bạn, còn Gia Kỳ thì nhỏ quá nên đem gửi cho họ hàng chăm sóc giùm hôm nay rồi. Không sao, chúng ta sẽ chụp hình lại đám cưới gửi lại cho hai đứa xem sau. Đi thôi nào em. Ừ, bác sĩ quản gia ơi, nhớ con nhà cẩn thận nhé, đến tối cả hai vợ chồng chúng tôi mới về. Ok, ông chủ bà chủ đi ăn đám cưới vui vẻ ạ. Tôi sẽ trông nhà cẩn thận. Được rồi, tôi đi nhé. Em mau lên xe đi Maya. Để coi buổi đám cưới tổ chức ở đâu đây. Anh có gì nhầm không? 4 giờ chiều tại trường học nuôi chim á, không phải tổ chức ở nhà hàng đám cưới à? Thì em đã nói với anh rồi mà, đám cưới này rất là đặc biệt nên gia sư và Rose sẽ tổ chức đám cưới ở nơi hai người lần đầu gặp nhau, anh hiểu không? À, ra vậy. Anh nhớ thắt dây an toàn vào nhé. Chúng ta lên đường nào. Mà họ làm đám cưới cũng nhanh thật, chỉ vài tháng sau khi dơ xuôi trở về trái đất thôi. Em có thấy vậy là có hơi vội không? Vài tháng á, đối với Rô thì là 10 năm đó anh. Ok, chúng ta tới rồi, xuống xem thôi em. Ồ, họ trang trí lại ngôi trường thôi giống buổi đám cưới nè. Liệu chúng ta có phải là người đến sớm nhất? Từ từ đã, hình như là họ đến cả rồi, chúng ta là người đến cuối cùng đấy. Cũng may là em gọi anh dậy đó, chứ không là trời tối mất. Chúng ta vào thôi. May quá, buổi lễ chưa bắt đầu. Chào mọi người nhé. Ủa, Yaki, Maya, sao hai người vừa bây giờ mới đến? Nè, còn 30 phút nữa mới bắt đầu, chúng ta tranh thủ làm bài văn ông rượu nha. À, mày xuất hiện rồi à Yaki? Sao lưng mà trận nào, để coi mày mạnh hơn hay là yếu hơn xưa? Nè, anh đã hứa với em là không đánh lộn đâu mà, Huy Viên. Anh có nói là đánh lộn đâu, ý anh là solo búp bê. Lưng lẹo à, tao chỉ búp bê hồi nào mà solo. Chào hai cậu nhé, Yaki và Maya. Dạo này hai cậu sống hạnh phúc đó có đúng không? Hai đứa nhỏ thế nào rồi? Chào Jessie, mình tới ổn. Hai đứa nhỏ hôm nay không đi được. Dạo này cậu thế nào rồi Jessie? Đỡ hơn trước rồi. Không chỉ riêng hai cậu đâu, hầu như con cái mấy người ở đây đều ở nhà hết mà. Trường hợp của bọn tớ thì Adina, còn chúng tớ đang bận học kiếm ở nước ngoài. Kể ra thì đám cưới của tớ và Yuri diễn ra trước đám cưới của Yasu và Ru 1 tháng thôi đó. Nè, hai đứa mà kiếm chỗ ngồi đi, đứng hàng mỗi chân đó. Nè hai bồ, ở đây còn dư 2 chỗ nè. Cảm ơn nhé, em qua đây ngồi nè Maya. Xem ra ở đây toàn những gương mặt quen thuộc không nhỉ. Em ăn cơm chưa? Cái gì đây? Ngồi kế con gái tôi thì đã xin phép tôi chưa? Chào bác ạ. Đừng có hù dọa con để tương lai ông như thế chứ. Thưa nữ hoàng, thưa nữ hoàng, ngài gọi tôi ạ. Ngài cái gì mà ngài, đã bảo gọi tôi là em cơ mà. Qua đây ngồi cùng em nào. Hả, ngồi cùng ngài á, vậy cái được không? Vâng, anh sẽ ngồi cùng em. Nè chồng, em bật nhạc rock lên cho đám cưới sôi động nhé. Thôi đi. Không ngờ cũng có ngày,
con người, Macaron và ma sói cùng dự tiệc đám cưới cùng nhau nhỉ? Thời thế thay đổi nhanh thật. Hình như là thiếu và tên Macaron thì phải. Hay là họ bận không đi? Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng đi đâu, Luis à. Đúng thế, nghe nói vẫn còn một số kẻ còn tư tưởng ghét lại người thì phải. Hả? Ý, con mèo đi lạc kìa. Vớ vẩn, mèo này lại chạy ra cho đông người này chứ. Là thật sao? Nè chị, anh ta tiến tới rồi kìa. Hả? Nè, muốn ngủ với tôi không? Buồn ngủ quá. Hả? Cái gì? Tại tội ghê, dám bơi con gái ta. Bố ơi, bình tĩnh nào. Chứ, chắc là do cậu ta bận cho lễ cưới em gái mình thôi mà. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, buổi đám cưới sẽ diễn ra ngay bây giờ. À, giờ sẽ xuất hiện rồi kìa. Tốt rồi, hôm nay mọi người có mặt rất là đầy đủ. Tôi lên nhạc nha. Có chuyện gì thế? Sau đây là tiết mục cuối cùng của buổi đám cưới, không bắt buộc mọi người chơi, nhưng ai tham gia thắng cuộc thì sẽ trúng thưởng hai vé du lịch vòng quanh thế giới trong một tuần. Wow, nghe có vẻ thú vị đấy. Và trò chơi này được gọi là lớp học ma sói. Sao cơ? Các bạn yên tâm, đây là phiên bản an toàn do tôi và Thomas cùng làm quản trò. Yasu và Roy chính là những người đã yêu cầu tổ chức trò chơi này để ôn lại kỷ niệm ngày xưa đấy. Được rồi, ai muốn đăng ký giơ tay lên. Chỉ có 8 người thôi sao? Hơi ít mà thôi cũng được. Phải quyết tâm lấy tấm vé đi du lịch mới được. Chỉ có 2 con gái thôi sao? Do đây là trò chơi phiên bản an toàn nên nó sẽ rất là khác so với những gì cụ cà rốt đã làm trước đây. Các bạn đừng có ngạc nhiên nhé. Trò chơi bắt đầu. Hả? Mày đang ở đâu đây? Trời ạ, sao lại là nhà vệ sinh chứ? Tên của ai đây? Thôi xong rồi, là Violet ư? Có ai này trốn ở đây à? Mà nghe nhầm chăng? Đừng có vào, đừng có vào, đừng có vào mà. Hả? Ai mà chạy qua thế? An toàn rồi. Mà sao mình lại chạy trốn nhỉ? Để kiểm tra lá bài thử xem. Ôi trời ơi, Violet bị cắn rồi. Cô ta không phải là sói sao? Xin lỗi với Violet. Thua sớm vậy. Giờ có rảnh không Violet? Đi chơi với tôi. Nhưng mà đi đâu? Đến hành tinh Macaron với tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một số chỗ thú vị lắm. Đi nào. Hả? Mình là dân làng sao? Chán vậy. Như thế thì phải cẩn thận. Còn khoảng 7 người thì phải. Ồ, Yaki, tôi vừa nghe cả rồi. Còn là dân làng sao? Tại sao Yuri không cắn Shinigami nhỉ? Chẳng lẽ hai người họ đều là sói? Nguy hiểm quá, chạy thôi. Này, đứng lên.
Khoan đã. Lúc nãy mình đứng trong phòng tối nên đã biết được Yuri là sói. Còn là dân làng phải không Shinigami? Hợp tác nhé. Mình thật biết cậu ta đang bẫy mình nên phải trả lời để đánh lạc hướng cậu ấy. Không, tớ là sói đây. Câu trả lời đó lại khiến cho Yuri bị phân vân. Hay đúng lúc Yaki xuất hiện. Nếu câu hỏi đó là mình bỏ chạy khỏi Yuri luôn. Nè, Yaki, cậu đang rất ở quên đây có phải không? Tớ giả làm sói để lừa Yuri đó. Thật ra tớ là dân làng, tớ với cậu là đồng minh, cùng nhau hợp tác nào. Cậu chắc chưa? Thật, thông tin thì lại đây kiểm tra lá bài của tớ nè. Đâu? Ồ, đúng là dân làng rồi. Cùng nhau hợp tác nhé, bây giờ tìm cách diệt sói nào. Ok, bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ cắn cậu một cái. Hả? Lên là cậu ấy rồi. Mình đã biết Yuri là sói trước đó nên không phải sợ. Vì thế chỉ việc giả bộ làm dân thường là Shinigami chạy theo ngay. Bây giờ chỉ còn 6 người thôi. Cố lên nào. Cái tên Jackie này dám lừa mình. Này Jack, Ripper, chúng ta chạy bóng rổ đi. Cậu nói sao Ripper? Năm nay cậu quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp á. Này Carol, hôm nay có hát hay lắm đó. Thật hả? Cảm ơn cậu đã khen nhé. Phải rồi nhỉ. Ai rồi cũng sẽ lớn thôi. Ai cũng có niềm vui cho riêng mình. Hôm nay cậu đẹp lắm Ro. Cậu đã cười nhiều hơn rồi. Còn Yasu, thật vui khi từ giờ cậu có thể che chở cho Ro. Đi ra ngoài đi dạo tí rồi quay lại vậy. Nè Shinigami, cho tôi đi với. Nãy giờ ngồi một mình ăn cơm chó hoài mệt mỏi quá. Cho tôi đi dạo cùng với cậu nhé. Cậu có biết cả hai chúng ta giống nhau điểm nào không? Giống nhau cái gì? Là đều từng si tình một người đó. Và bây giờ cả hai đều ế cả. À, tớ mà ế á, có cậu ế thôi. Nè, cậu làm như mình ngon lắm vậy. Có ai ở trong lớp không nhỉ? Ok, giấy kia đó vào. Vậy là đã đủ 3 người để thi đấu môn toán học rồi. Hả? Biết vậy thì ta đã không chui vào đây rồi. 5 phút làm bài, bắt đầu. Hả? Ta lớp mấy đây? Sao mà khó hả vậy? Ta lớp 5 thôi mà. Lớp 5 mà khó vậy sao? Ok, đã hết giờ. Tất cả hãy mau đọc bài lên. Đã chấm điểm xong. Sau đây, ta sẽ đọc điểm của từng người. Andy, 10 điểm. Yaki, 7 điểm. Và Vivian, 4 điểm. Điều đó có nghĩa là Vivian sẽ bị loại khỏi trò chơi này. Hả? Không! Xin chúc mừng anh ấy là người có số điểm cao nhất. Cậu được tặng lá bài tiên tri. Wow, tuyệt. Sao đang cầm thứ này nè? Kích hoạt lá bài đặc biệt tiên tri. Hả? Mr. Carrot. Mọi người đừng sợ, đây chỉ là ảo ảnh của cậu tôi thôi. Tớ tin cậu Yaki, nên tớ sẽ hỏi về cậu luôn. Cho hỏi, Yaki có phải là sói không ạ? Yaki chính là sói. Đó, thấy chưa? Tớ tin tưởng cậu mà. Hả? Hai mọi người đã nằm xuống. Như vậy là chỉ còn hai sói và hai người. Nhưng mà số người và số sói lại bằng nhau. Như thế là mình đã thắng. Vậy là mình thắng rồi đúng không? Chưa đâu, Yuri vừa bị loại. Hả? Xin lỗi cậu nhé Yuri. Nhưng mà tại cậu sồ và người tới bất ngờ quá. Winnie là hở săn sao? Phải né thôi, đi tìm Mu nào. No quá, đi hết nổi rồi. Ồ, thì ra là cậu ở đây. Xin lỗi nhé, nhưng mà tớ là sói. Hả? Cậu thua rồi, đây là lá bài đặc biệt, ăn trộm. Bây giờ tớ là sói, và cậu là người. Hả? Sao cơ? Ồ, cậu đây rồi. Chúng ta thắng rồi. Giờ thì chỉ còn mình tôi thắng thôi. Bởi vì tôi là con sói còn sót lại mà. Hả? Cậu đã thắng đội vị trí với Yaki sao?
Yeah, tôi thắng rồi. Tôi đã thưởng vé đi du lịch nè mọi người ơi. Mọi người. Thật là hoài niệm. Anh nhớ mọi người quá. Cảm ơn anh vì đã quay trở về, Yasu. Thì đó là chuyện đương nhiên mà. Violet, cậu nhìn xem, thế giới ma cài rồng sau khi được Akasha lên nắm quyền, đất nước giờ đã phát triển hơn. Chắc là cậu thấy sự khác biệt phải không? 10 năm qua, tôi đã rất là vui vì đất nước được yên bình, nhưng lại cảm thấy rất là trống vắng đến lạ lùng. Tại sao nhỉ? Khi gặp cậu tới lại vào 10 năm sau, tôi cảm thấy vui vẻ hơn trước. Phải chăng cậu có thứ gì đó rất là đặc biệt? Hãy giải thích cho tôi biết đi, Violet. Nè, tao suy nghĩ cái gì đó, nãy giờ có nghe tao nói gì không hả? Hả? Sao? Còn nói cái gì cơ? Thật là mất cả hứng, không nói chuyện với cậu nữa. Hả? Mà khoan, Violet, không biết là tôi có nhớ nhầm không? Nhưng mà tôi nhớ rằng, con mắt màu xanh của cậu nằm ở bên trái mà. Phải không? Mắt của cậu... Ngươi là ai? Violet thật sự đâu rồi? Ngươi làm gì cậu ta? Đã 18 tháng trôi qua rồi, con trai của bố vẫn chưa chịu khóc nhỉ? Phải chăng con đang bất bình vì bị sinh ra trong thời đại như thế này? Con của bố hãy mau lớn nhé. Hãy tiếp tục đi theo con đường mà bố để lại, lật đổ nữ hoàng Akasha, thời đại của ma cái rồng ngôi lên, và lũ con người sẽ một lần nữa làm nô lệ cho chúng ta. Con hãy nhớ cho kỹ nhé.